Đây các bác ơi, vườn cây phôi nhà em. Năm nay em muốn đánh tỉa cái vườn này cho nó rộng ra ấy các bác. Tại vì là thực ra là cây là nhà em chăm để làm hoa. Mày quay đi về đây tí nữa. Đó. Thì vườn này em muốn giải phóng đi một số cây phôi đấy ạ các bác. Nhá, em sẽ đánh kiểu như là đánh thưa ra ấy các bác. Đánh một cây ở giữa xong rồi cách ra ấy các bác ạ. Sau khi thì ngồi trong vườn nghiên cứu một lúc thì em nghĩ là cái vườn cây phôi này năm nay em mà để thì là nó sẽ tán, nó sẽ rộng và nó sẽ ép không phát triển được cái cây này. Đó. Thì cây sang năm nó sẽ bé. Nên là em sẽ đánh thưa ra là có hơn 400 cây các bác ạ. Nhưng mà em sẽ đánh thưa ra là khoảng hơn 100 cây. Đó. Vườn này đánh thưa ra là đánh đi khoảng hơn 100 cây các bác nhá. Đây cho các bác xem này. Cây phôi này là phôi 3 năm này, thân gốc uốn rất là đẹp này. Đó. Tay tán này thì về các bác thoải mái để mà tạo ra nhiều tác phẩm khác nhau. Đây, một cây này. Đây cái cành này, bẻ cành bị gãy cành này. Đây nhá. À, như lúc nãy em nói ấy, thì là sẽ đánh thưa ra cách một cây là sẽ đánh một cây. Đó, để cho nó thưa ra để nuôi cái thân phôi này. Vườn này cây nó đều lắm các bác ạ. Nói chung là nó phải từ 7 trở lên. Đây. Đây là đà phai các bác nhé. Đà phai. Nắm tay cho các bác xem này. Chả biết là vanh nó bao nhiêu nhưng mà đây. Nắm tay không hết. Mày quay lại gần đây thì. Cố gắng quay đừng để rung mày. Rung khó xem. Đây. Một nắm tay này không hết này các bác. Thân gốc uốn lên. Thoát thân ở độ 18-20 cm. Lên đến đây là bắt đầu bắt tay rồi. Đây. Đây bắt đầu ra đây. Cái này về các bác đổ nghiêng cây ra cũng được. Rất là đẹp. Thế đây ra góc này xoay ra đây. Ok đó. Ok. Có nhìn thấy không? Có nhìn thấy mặt. Ok ok. Cái cây phải nhìn chú vướng vào mặt. Rồi các bác nhé, các bác nhà vườn mà muốn vào vườn cây phôi thì liên hệ với em. À đây là vườn hàng cây 3 năm, giá thì siêu ưu đãi vì em chỉ muốn giải phóng đi để cho nó thưa cây thôi. Đó. Và các bác tiếp tục nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.